Cờ bạc là tổng giá trị nó thặng dư, nó không thay đổi. Nếu về tôi thì anh mất. Tôi lấy ví dụ, nếu tôi với anh cùng ngồi đánh xong đĩa thì chỉ tiền của tôi, nếu anh được thì tôi mất, mà tôi được thì anh mất, tức là nó không win-win. Còn trong kinh doanh thì nó là win-win. Tôi mất tiền thì anh được tiền, nhưng ngược lại tôi lại được cảm xúc. Thì tôi lại được cảm xúc. Trong con người ta, vật chất và cảm xúc nó gắn với nhau mà. Nhưng mà tôi mất tiền cho anh thì tôi lại được cảm xúc. Cho nên cái việc mất tiền đấy là gì ạ? Tôi hoàn toàn hài lòng. Nhưng nếu mà chơi cờ bạc mà tôi mất tiền, thậm chí tôi mất luôn cảm xúc mà. Như vậy là nếu anh được tiền thì anh được cả cảm xúc lẫn vật chất, và tôi mất tiền thì tôi mất cả tiền lẫn cảm xúc. Như vậy nó không win-win. Còn trong đời sống, sự giao dịch mua bán thì nó lại là win-win. Và tất nhiên cuộc sống nó là một quy luật của sinh tồn. Ai lựa chọn sân chơi nào thì họ phải chấp nhận cái kết cục đó. Chúng ta cũng không phán xét đúng sai. Liên hệ ngay CEO Hồ Chí Minh Holding, hotline 0902 509 005, website www.ceohcm.edu.vn.